chào các em. Cô là cô giáo Đào Thu Thủy. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình dạy tiếng Việt lớp 1. Bài học hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em 4 vần mới. Trước khi bắt đầu vào buổi học, các em nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập nhé. Để học tốt bài học ngày hôm nay, các em hãy chuẩn bị đầy đủ bảng con, phấn, đồ lau bảng, vở ô ly và bút chì. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô có hai câu đố thú vị dành cho các em. Cô rất tò mò, không biết các bạn học sinh của cô có trả lời được những câu hỏi này không nhỉ? Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nhé! Toàn thân vàng tựa kén tằm, hay đứng xó xỉnh hay nằm lê la. Thế mà ngoan nhất trong nhà, có em dọn dẹp thật là tinh tươm. Là cái gì nhỉ? Có bạn nào đoán được đấy là cái gì không? Có thể có những bạn chưa nghe kịp câu đố. Các em hãy cùng nghe cô đọc chậm lại một lần nữa nhé. Toàn thân vàng tựa kén tằm, hay đứng xó xỉnh hay nằm lê la. Thế mà ngoan nhất trong nhà, có em dọn dẹp thật là tinh tươm. Thưa cô, đáp án là cái chổi. Đúng rồi đấy các em ạ. Chổi với màu vàng đặc trưng là hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình. Chúng ta dùng chổi để dọn dẹp, để quét nhà, giúp nhà cửa sạch sẽ đấy. Bây giờ là câu đố tiếp theo. Các em hãy cùng lắng nghe xem đây là gì nhé. Sừng sững mà đứng giữa trời, chẳng ai vun đắp, sao cao lạ lùng. Cô đọc lại câu đố một lần nữa nhé. Sừng sững mà đứng giữa trời, chẳng ai vun đắp, sao cao lạ lùng. Thưa cô, đáp án là núi A. Chính xác rồi, đáp án đúng là núi. Các em giải câu đố rất giỏi. Đáp án của hai câu đố vừa rồi chứa hai vần mới mà cô muốn giới thiệu với các em trong ngày hôm nay. Đó là vần ôi trong tiếng chổi và vần ui trong tiếng núi. Nào, bây giờ chúng mình cùng bắt đầu tìm hiểu vần ôi nhé. Vần mới thứ nhất hôm nay cô muốn giới thiệu với các em đó là vần ôi có trong tiếng chổi. Tiếng chổi có âm đầu chờ, vần ôi và thanh hỏi. Các em hãy cùng nghe cô đánh vần và đọc trơn vần ôi nhé. Ô y ôi, ôi. Cùng nghe cô đánh vần và đọc trơn một lần nữa. Ô y ôi, ôi. Tiếng chổi được đánh vần và đọc trơn như sau. Chờ ôi trôi hỏi chổi, chổi. Lắng nghe một lần nữa. Chờ ôi trôi hỏi chổi, chổi. Các em hãy cùng cô đọc các từ ứng dụng sau. Lôi thôi, gió thổi, quả ổi, hối hả. Lôi thôi, gió thổi, quả ổi, hối hả. Các em hãy quan sát vần và tiếng chứa vần. Vần ôi gồm có ô đứng trước, y đứng sau. Khi viết, các em hãy chú ý nét nối giữa hai con chữ này nhé. Bây giờ, các em hãy cùng quan sát cô viết lên bảng và hãy viết vào bảng con của mình. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em viết vào vở ô ly. Các em đã có sẵn vở ô ly và bút chì trước mặt chưa nào?
Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi, ôi. Tiếp theo, cô muốn giới thiệu với các em tiếng núi có chứa vần mới thứ hai mà hôm nay chúng ta sẽ học, đó là vần ui. Tiếng núi có âm đầu N, vần ui và thanh sắc. Vần ui được đánh vần và đọc trơn như sau. U y ui, ui. U y ui, ui. Tiếng núi được đánh vần và đọc trơn như sau. N ui nui sắc núi, núi. Hãy lắng nghe một lần nữa. N ui nui sắc núi, núi. Các em hãy cùng cô đọc một số từ ứng dụng sau. Vui vẻ, bó củi, mui xe, đùi gà. Vui vẻ, bó củi, mui xe, đùi gà. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết vần ui và tiếng núi. Vần ui gồm u đứng trước, y đứng sau. Khi viết, các em chú ý nét nối giữa con chữ u và con chữ y. Các em hãy cùng quan sát cô viết bảng và viết vào bảng con của mình nhé. Bây giờ, các em hãy quan sát cô viết vào vở ô ly nào. Tiếp theo, hãy cùng cô đến với bài đọc chứa vần ôi và vần ui mà chúng ta vừa được học. Các em hãy chú ý theo dõi cô đọc một lượt nhé. Bé và bố mẹ về quê. Quê bé có đồi núi. Nào, bây giờ đến lượt của các em. Bé và bố mẹ về quê. Quê bé có đồi núi. Các em có để ý thấy trong câu vừa rồi có hai tiếng chứa vần mới mà chúng ta vừa học không? Đó là vần ôi và vần ui. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng đọc lại một lần nữa nhé. Bé và bố mẹ về quê. Quê bé có đồi núi. Cô vừa giới thiệu với các em hai vần mới. Bây giờ các em có muốn chơi trò chơi không nhỉ? Chúng mình sẽ cùng thư giãn với trò chơi hai táo vào giỏ. Cô có hai chiếc giỏ, giỏ ôi và giỏ ui. Thử thách của các em là hãy xếp những quả táo có cùng vần vào giỏ thích hợp. Thưa cô, giỏ ôi gồm các từ trái chổi, cái nồi,
thổi còi. Tiếp theo, em xếp vào vỏ ui cao từ cái túi ui về cái ui a. À, bạn vừa làm đúng rồi đấy. Các em có cùng đáp án giống như bạn không? Chúng mình cùng vỗ tay vì vừa hoàn thành trò chơi nào. Bây giờ cô sẽ kể cho các em những loại quả mà cô thích. Cô rất thích quả cam, quả dưa hấu, quả táo và quả mận nữa. Thế còn các em thích quả gì? Hãy kể cho cô nghe. Thưa cô, em còn thích quả xoài, quả đào và quả dứa nữa ạ. Rất tuyệt, cô muốn biết sở thích của các bạn nhỏ khác nữa. Các em hãy cùng cô đọc câu sau và xem sở thích của bạn nhỏ này nhé. Có cả chuối, cả lê, bé cười rõ tươi. Điều gì đã khiến bé vui vẻ như vậy? Các em hãy cùng đọc lại với cô nhé. Có cả chuối, cả lê, bé cười rõ tươi. Trong câu này có hai tiếng chứa vần mới mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Đó là tiếng chuối chứa vần uôi và tiếng cười chứa vần ươi. Cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu vần uôi trước nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu vần uôi có trong tiếng chuối. Tiếng chuối có âm đầu chờ, vần uôi và thanh sắc. Vần uôi được đánh vần và đọc trơn như sau: uo i uôi, uôi. Cô đánh vần và đọc trơn vần uôi một lần nữa: uo i uôi, uôi. Tiếng chuối được đánh vần và đọc trơn như sau: chờ uôi chuôi sắc chuối, chuối. Lắng nghe một lần nữa: chờ uôi chuôi sắc chuối, chuối. Với vần uôi, chúng ta có những từ ứng dụng sau: lọ muối, cá đuối, đá cuội, tuổi trẻ. Lọ muối, cá đuối, đá cuội, tuổi trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập viết vần và tiếng chứa vần. Vần uôi gồm có U và O đứng trước, I đứng sau. Khi viết, các em chú ý nét nối giữa ba con chữ U, con chữ O và con chữ I. Bây giờ, cô sẽ viết mẫu lên bảng một lần và các em hãy viết vào bảng con của mình nhé. Bây giờ, các em hãy cùng quan sát cô viết vào vở ô ly.
Ui. 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 Cuối cùng, hôm nay cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu vần ươi có trong tiếng cười. Tiếng cười có âm đầu cờ, vần ươi và thanh huyền. Vần ươi được đánh vần và đọc trơn như sau: ưa y ươi, ươi. Ưa y ươi, ươi. Tiếng cười được đánh vần và đọc trơn như sau: cờ ươi cươi huyền cười, cười. Một lần nữa: cờ ươi cươi huyền cười, cười. Các từ ứng dụng của vần ươi như sau: múi bưởi, lò sưởi, đười ươi, lễ cưới. Múi bưởi, lò sưởi, đười ươi, lễ cưới. Bây giờ các em hãy cùng quan sát vần và tiếng chứa vần. Vần ươi gồm có ư và ơ đứng trước, y đứng sau. Khi viết, các em hãy chú ý nét nối giữa ba con chữ: con chữ ư, con chữ ơ và con chữ y. Bây giờ các em hãy cùng quan sát cô viết mẫu lên bảng và viết vào bảng con của mình nhé. Tiếp theo, cô sẽ viết vào vở ô ly. Các em hãy cùng quan sát nhé. Vừa rồi, chúng ta đã làm quen với hai vần mới, đó là vần ươi và vần ươi. Cô tin rằng sau bài học ngày hôm nay, các em đã có thể đọc được nhiều từ hơn. Bây giờ, các em hãy cùng nghe cô đọc câu sau nhé. Buổi tối, chị Kha và bé đố chữ. Các em có đọc được hết không nhỉ? Bây giờ, cô trò mình hãy cùng đọc lại một lần nữa nhé. Các em hãy đọc to lên. Buổi tối, chị Kha và bé đố chữ. Cô khen các em đã đọc rất tốt đấy. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng chơi một trò chơi nhé. Cô có 4 thùng đồ. Các em hãy giúp cô đóng thùng lại bằng cách xếp những tiếng, từ có cùng vần vào thùng thích hợp nhé. Thưa cô, em xếp tiếng vôi, vôi vào hộp ôi ạ. Tiếp theo, em xếp tiếng củi và tiếng cui vào hộp ui. Hộp ui gồm muối và đá cuội.
Hụp ươi gồm các tiếng lưới và người A. Các em đã làm rất chính xác. Các em giỏi lắm. Cô khen các em. Trong buổi học ngày hôm nay, các em đã được học 4 vần mới. Đó là các vần ôi, ui, ui, ươi. Các em hãy cùng đọc lại cả bài với cô một lần cuối nhé. Ôi, trời. Ui, núi. Ui, chuối. Ươi, cười. Chúng ta đã có một giờ học vô cùng thú vị, phải không nào? Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Các thầy cô và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 1.